Ok, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta cùng quay lại tựa game RTK 14, một tựa game mô phỏng được chiến thuật với chủ đề Tam Quốc của Đức, Trung Quốc, Trung Hoa. Một tựa game rất là hay, thì cũng là một cái bối cảnh mà mình khá là thích của cái tựa game này, là một bối cảnh giả tưởng năm 188 tháng 8, bầu trời khăn vàng. Bằng cách khuất phục thành Đạc Dương, quân Khăn Vàng đã quét sạch nhà Hán. Sau đó khi Tào Tháo, Tôn Kiên và Viên Thiệu thấy cách Trương Giác cứu giúp dân chúng, họ đã ấn tượng và quyết định gia nhập quân Khăn Vàng. Tuy nhiên, Trương Giác thường phải nằm liệt giường vì bệnh tật. Những đám mây đen bắt đầu bao trùm tương lai của quân Khăn Vàng. Ok, đây là một cái màn chơi rất là hay, phải nói là mình rất là thích, là tại vì khi mà mình chơi cái màn chơi này thì nó mang đầy đủ cái tính chiến thuật, mang một cái sức thử thách rất là lớn cho chúng ta, bởi vì ở rất là nhiều màn chơi khác nhau thì nó sẽ có những cái bối cảnh khác nhau thì nó hay cái này hoặc là hay cái kia, nhưng mà đặc biệt cái màn chơi này á, là cái quân Khăn Vàng là cực kỳ mạnh luôn, mà không, gần như không có một cái màn chơi nào mà có một cái thế lực nào mà mạnh như là cái quân Khăn Vàng trong cái bối cảnh của năm này hết. Thì như vậy thì gần như là mình chơi một cái phe nào mà đối lập với lại cái phe Khăn Vàng thì mình cũng đưa mình vào một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn để cho chúng ta có thể thử thách để mà chinh phục cái tựa game này. Chính xác là chinh phục cái màn chơi này. Thì cái tựa game này thì ok, thì bây giờ tạm thời vô trong đây cái đã. Rồi thì cái phiên bản Việt hóa demo này là chỉ là cái phiên bản Việt hóa không dấu tên thành với lại tên tướng của cái game này thôi. Để mình xem thử, đây là các tướng của phe Đổng Trác này, Đổng Trác, Hoa Hùng, Hồ Chấn hay Hồ Trận, Đổng Mân, Ngu Phụ, ok vân vân, nhiều tướng khác nữa, và Trương Giác với lại 110 tướng này, coi thử. Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương, Tôn Kiên, Trương Mạn Thành, Ba Tài, Quản Hợi, Trình Viễn Chí, Viên Thuật, Vương Khung, Hàn Trung, Nhan Lương, Viên Thiệu, rồi Thuần Vũ Kình rồi các thứ rất là nhiều. Thì nói chung là có việc vượt hóa cũng đa phần tên tướng của cái màn chơi này, và qua đó là giúp chúng ta có thể dễ dàng chơi cái tựa game này hơn, đặc biệt là quen thuộc hơn, tạo cho mình cái cảm giác quen thuộc hơn. Ở bên Trung có rất là nhiều cái tựa mod, cái mod mà mình nghĩ là nó khá là hay, ví dụ như thời Đông Chu Liệt Quốc, Xuân Thu Chiến Quốc, rồi những cái mod mà là làm cho tối ưu hóa tính năng của tựa game này hơn, làm cho các tướng của mình nó máu lửa hơn, qua đó là giúp cho cái chiến dịch của mình nó kịch tính hơn nữa. Nhưng mà tiếc là mình cũng chưa có mấy điểm kiểu sơ, chưa có download về được, không phải là dễ dàng mà download được, tại vì bên Trung Quốc là để mà sử dụng được một cái mod của họ là đòi hỏi chúng ta phải là người Trung Quốc, để mà có được cái tài khoản, đăng ký một cái tài khoản ở bên đây là vất vả luôn á. Mình sẽ chơi thử demo chút xíu một cái phe ở trong cái màn chơi này, chắc có lẽ là Đổng Trác. Đổng Trác với Hoa Hùng, mãnh tướng số 3 của ông, số 4 nhầm, quên mất. Đầu là Lữ Bố, thứ hai là Lý Thôi, Quách Dĩ Lý Thôi, thứ tư mới là Hoa Hùng. Và tuy nhiên là theo xếp là như vậy, nhưng mà thường là những chiến
thường đó là ông hoa hồng đó là ông sẽ nổi tiếng hơn cái ông Quách Chí với Lý Thôi, cho nên là ví dụ như ông này đi thì chỉ số là thấp tè, nói chung là thuộc loại là trung bình á, 9 thì thuộc loại là trung bình thôi, trung bình hoặc là trung bình khá thôi, còn nếu mà hoa hồng là chỉ số cao. Ok rồi, chúng ta cùng vào thử nó thử cái xíu. Với setting độ khó extreme mà những thứ khác là mình để ở mục mặc định hết. Đóng trác vàng khởi điểm 7.800, hạng răng là tri phủ với 52k lương thảo, đầu game với lại 25k lính đầu game. Thì để mà nghe nói để mà dịch được cái tên tướng của cái tựa game này á, thì chúng ta không thể dịch có dấu được, tại vì game nó không nhận, không có hỗ trợ tiếng Việt anh ạ. Gần gần như là đa phần 99.99% cái tựa game trên thế giới này là không hỗ trợ tiếng Việt, cho nên là nhiều khi là thấy mình có vẻ rất là thiệt thòi đúng không? Nếu mà biết tiếng Anh thì gần như là tựa game nào mình có thể dễ dàng tiếp cận được. Rồi khởi đầu chúng ta ở Thiên Thủy, bên đây có thành An Định là thành trống, Trường An 30.000 quân, mình 25.000 quân và Vũ Uy 20.000 quân, thì vậy là tương ứng là ba thành là lực lượng quân là xấp xỉ nhau. Thì bây giờ cái số lượng quân của mình 25.000 thì mình cũng chỉ có thể gọi là để phòng thủ thôi, chứ không có thể đánh ai được trong khoảng thời gian ban đầu này. Trước mắt là chúng ta có 10 lệnh và vào một triều đình để xem là mình có cái gì. Quân sư đang là Lý Nho, Giả Hổ Chí 98, cao hơn Lý Nho xíu là có thể chuyển qua. Xin giao cái quả. Chuyển qua cho ông này, ông đã làm quân sư của mình cái này. Rồi xem là personnel không có gì. Domestic phát triển các khu vực nhanh hơn. Skemes không có gì. Support trợ vận chuyển với lại tăng sĩ khí. Rồi bây giờ mình đi vận chuyển đi. Battle hoa hồng đội hình fit. Ok giờ mình còn 6 lệnh thì ví dụ như là đã mà chơi một cái chiến dịch thì thường thì là để mà chơi độ có extreme là mình phải có được một cái tầm nhìn chiến thuật sơ lược lúc đầu game, có như là chiếm thành nào, phát triển ở đâu, và ban đầu sẽ cho thành tướng nào ra trận đi chiếm thành, hay là ra trận để uy hiếp xây tường hay gì đó vân vân, và tùy vào mỗi cái màn chơi. Thì bây giờ tạm thời là bây giờ mình ở đây là sĩ khí chưa full nên là 70 thì có thể cho ông Trương Hữu này ông tăng sĩ khí lên cái. Chắc là mình phải bây giờ nếu mà ở đây mà muốn đối chọi được với Khăn Vàng á thì bắt buộc mình phải đánh chiếm được Vũ Uy để mình thu phục được cái dàn tướng của Mã Đằng. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì có nghĩa là cái phần trăm của mình chắc chỉ có chắc 1% quá. Tại vì bây giờ cái thành An Định này là thành trống, mình nghĩ là cả ba phe đều sẽ KS, nhưng mà cái phe của mình là gần cái thành này nhất, là có lẽ là mình sẽ chạy tới trước trong vòng 2 tuần. Mà nếu mà chiếm xong thì chắc là không vác không có giữ nổi đâu, nên là thôi khỏi chiếm luôn đi. Thì chắc lẽ là phải nhập thục mới được anh em ạ. Phải xâm chiếm vào trong thành đô Giang Châu rồi vào trong cái khu Kinh Ninh đồ các thứ, tạo thành một cái cái chỗ an toàn để cho mình tạm thời phát triển đó. Thì mình mới có thứ nhất là có thêm tướng và thêm thành để mà phát triển, để mà chống chọi được với Khăn Vàng, chứ còn ở đây một hồi nữa là chỉ từ chết đến lết thôi. Có lẽ là mình sẽ còn có vài lệnh đúng không, sẽ cho một tướng có đội hình snack để đi địa hình đồi. Đó là ông này đi, em chạy vô trong đây một cái, vô đây một cái, xong rồi tạm thời chạy vô đây một cái đi. Rồi cái thành cái làng trên đây mặc dù mình không
chiếm, nhưng mà tức là cái thành kia mình không chiếm, nhưng mà cái làng gần đây là mình chiếm. Hoa hồng ra để chiếm cái làng này xong rồi đi về nhà nè. Đó, còn 3 lệnh thì auto phát triển ấy đi, phát triển trị an lên đi để cho bọn giặc cướp nó đỡ ra. Rồi ok, tạm thời tung đầu là như vậy cái đã. Và mình rất là thích cái bối cảnh gọi là Xuân Thu Chiến Quốc gì đó, nghe có vẻ giới thiệu rất là hay. Nhưng mà khổ nỗi là cái đó thì nó lại không hỗ trợ cái phiên bản, tại vì cái phiên bản mình đang chơi là phiên bản mới nhất trên Steam, mà nó chỉ hỗ trợ cái phiên bản 1.07 là phiên bản cũ thôi. Rồi bây giờ chương kỳ hay là chương kỳ gì đó đang đi vô đây, thì bây giờ mình nghĩ là một tool, là 2 tool, 3 tool, 4 tool, 5 tool, rồi trong mình nghĩ là khoảng mấy tháng trời mới đi vào trong cái từ đồng này được. Ở đây là còn có thành thượng chung trống. Ok, thì mình để coi là Tứ Nghiệp, Lư Giang, Thọ Xuân, Giang Lăng, là mấy cái thành này là đều đã dịch tiếng Việt đâu hết nè. Hổ Lao Quan, Hàm Cốc Quan, Đồng Quan, Vũ Quan hay là Võ Quan gì đó là đều tiếng Việt hết rồi, mà có những cái làng là cũng đã thành tên tiếng Việt hết luôn. Ví dụ như đây là Trần Thương này, không? Trần Thương là cái trận mà Gia Cát Lượng đánh với lại Tư Mã Ý rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải bỏ chạy. Phải bỏ chạy. Bây giờ mình sẽ cho ông Đồng Trác cầm 1000 quân ra đây ông bảo kê, tức là một ông thì chạy thẳng vào trong kia, ông này ra đây đứng bảo kê cái làng này cái này. Rồi bây giờ là cái thành của mình là Transporter là mình chuyển quân đi rồi, bây giờ mình sẽ chuyển 15k đi. Ok, chuyển 15k thì tạm thời chạy lên chỗ này cái, đứng ở đây quay enter, tức là ông này chở đi vô trong kia là vô trong luôn chứ không chạy ngược ra ngoài này nữa. Ồ, đòi có tướng mới để mình chiêu. Ông này chưa dịch sang tiếng Việt anh em, cả ông này nè, tức là còn một vài tướng chưa có dịch, có lẽ là đang trong giai đoạn chưa hoàn thiện hết được, hoặc là có thể là là anh em dịch chưa biết là ông này tên gì luôn để mà dịch ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho Giả Hủ với Lý Nho cả hai tướng đều chiêu luôn đó, với lại một tướng chiêu quân, Hồ Sa Nhi chiêu quân, và rồi còn là auto. Và bây giờ auto mở rộng ok, còn những người còn lại thì đi sọt kiếm tiền, kiếm thêm tướng. Tới bây giờ ok, không chịu được. Tới bây giờ mà ở đây là Trường An, tới bây giờ mà Khăn Vàng vẫn chưa có cho người ra để chiếm cái làng này ta. Trường An nó vẫn còn cái thành vẫn còn cái làng này, làng Trần Cương với lại ở trên đây nữa nè, nó chưa ra, có nghĩa là mình vẫn còn an toàn không? Cái gì đây? Bãi Cần Nòi cho Hứa Du này đang vận chuyển 14.000 quân trở từ Lạc Dương vào trong Trường An, tiếp viện vào đây là trong đây là gần 50.000 rồi, chứ cả Đồng Quan 20 nữa, gần 50.000 là nó chuẩn bị nó qua nó bục mình tới nơi rồi kìa. Hồi nãy vẫn chưa chiêu được ông kia ta. Rồi bây giờ sẽ cho
châu thị. Thì đa phần những cái bà nữ ngày xưa và nữ giới ngày xưa là thường là tên họ, họ lấy họ xong cái là đặt là tên thị, ví dụ như là Biện thị, Cam thị, Châu thị rồi cái gì đó, Tào thị hay gì đó là chủ yếu. Những nhân vật nào mà đặc biệt ví dụ như là Đại Kiều, Tiểu Kiều hay gì đó mới có tên riêng là Tôn Thượng Hương gì đó thôi, còn lại là đa phần là toàn là đã chiêu mộ thành công. Hai món đồ luôn, đồ cộng sự trang cộng một con hơn không, là những đồ cơ bản cho chúng ta đầu game. Wow, ở trên này thì An Định, An Định đã bị chiếm đóng bởi Mã Đằng với 3.000 quân tạm thời. Đây thì Mã Đằng lực lượng là yếu hơn mình, tức là yếu hơn mình ít hơn mình 5.000 quân. Và ông ra ông chiếm cái thành này thì khả năng cái thành này 3.000 quân là ít hơn quân hơn mình, thì hy vọng là Khăn Vàng sẽ ưu tiên đánh cái thành An Định này trước và tha cho thành Thiên Thủy của mình để cho cái ông này ông có thời gian để ông chạy vào trong trong thục. Ok thì đây coi thử. Đây mình chơi tạm cái demo thôi. Lúc nào mình rảnh nhiều hơn thì mình sẽ làm cái chiến dịch của RTK 14 trở lại cho anh em cùng xem, cùng chơi chung mình. Còn hiện tại thì mình xin tạm dừng video ở đây. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ, đặc biệt là từ game RTK này 14 nói chung và cái dòng RTK nói riêng. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video khác của mình.